rồi. Đi ông làm cho. Đây đây đây. À, trời ơi cô chú ơi, bên đây nó dậy sớm lắm mà mắt không nổi luôn mà nó cũng dậy ngà ngồi với ông ngoại tám nè cô chú ơi. Thôi đó. Xạo nghe chưa? Xạo nghe chưa? Giờ đời nào mà nó dậy cái lúc này. Giờ ông ngoại dẫn đi Việt Nam nha, hả? Đi về. Về cho đi đi, múc té cũng được nha. Cái gì nữa? Đi về Việt Nam chơi đi, hả? Ngoài bỏ ba lô ngoài dắt về. Không? Ừ. Nó không biết về Việt Nam là gì vậy phải không? Nó không biết Việt Nam không là biết gì. Việt Nam à? Không biết Việt Nam không? Biết không? Sao không biết? Không biết. Biết không? Mặt 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 tốt à. Ngày hôm qua đi chơi với bạn sao? Kể ông ngoại nghe coi. Bạn bị ông bạn bị bạn quấn cái móc lên đầu à? Móc đầu quấn đầu chỉ ông ngoại coi thử coi. Quấn chỗ nào đâu? Ai trì quấn cái móc con lên đầu con luôn à? Không, quấn không? Quấn đi chỗ nào chỉ ông ngoại coi, chỗ nào đó chỉ coi, quấn đi đầu chỗ nào đâu. Quấn chỗ đó đó, quấn đây đây hả? Tức quá trời vậy. Nó quấn cái tay nữa mà phải không? Quấn cái tay nữa mà tức quá là chìa là không chơi nữa luôn đúng không? Đúng không hả? Hả? Chạy đâu đó hả? Cái gì vậy ba mẹ hả? Ừ. Dạ chơi. Dạ ơi chị có quà này chơi. Mẹ cho quà nè. Coi cái quà đó của ai á? Ồ wow, của ai cho con á? Chú nào? Chú nào? Ồ wow, trời ơi. Cái đầm toàn trái tim không ta ơi. Chú nào mua đây? Không biết luôn hả? Chú bờ gì? Bờ. Chú gì? Chú Bình đúng rồi, giỏi. Đây, đường này. À, con muốn mặc liền hả? Trời ơi, muốn mặc liền luôn hả? Ok. Hả? Rồi đó, nó đòi mặc cái đầm vô liền luôn nè. Cô chú ơi, nó gỡ mạc ra luôn. Rồi bận vô liền tại chỗ luôn, khoe với ngoại xong là bận vô. Trời ơi, sao đẹp dữ vậy ta hả? Rồi đang quay cho mẹ coi coi, quay. Đẹp cực kỳ luôn. Ui trời ơi, đẹp ghê. Khoanh tay lại con cảm ơn chú. Đúng rồi. Rồi, như mà cho cắt cắt vậy. Đẹp quá ghê đẹp không luôn. Quá đẹp. Chú đó ở đâu vậy, trai trai? Chú ở Seattle á. Chú gửi đầm. Không mệt, có hôi rình gì chia đồ gì. Con mới hôi rình á. Con nó hôi rình hả? À. Trời ơi đẹp ghê á. Đầm công chúa đồ này kia là chú mua. Đây này chú mua cho nó cái đôi dài. Có đôi dài công chúa nè, đâu rồi cái đôi. Không. Đây cái đè này nè. Đấy hả? Đây chưa thử chơi. Chơi, mang đôi dài công chúa vô luôn chơi. Không mang vô. Trời ơi có đôi dài công chúa này thì thôi đi, khỏi nói tới luôn đi. Đây xả vô. Ok, chân này. Chân kia, bảy, chân kia. Chân này. Ê, gì chơi? Đó. Ui cha, trời ơi, con vui kìa, cái mặt vui kìa. Hứng hở thì như con cá cỡ đây. Rồi, đưa cho em này. Con cảm ơn ông chưa, con cảm ơn chú chưa? Chú tên gì á? Chú gì? Không biết luôn. Không biết luôn hả? Chú Bình. Cảm ơn đi. Con cảm ơn chú Bình đi. Khoan để bà gãi ra nè. Wow, đẹp bà quá trời luôn. Còn hơi rộng á Ngọc ha? Hả? Ờ, đôi giày nó còn hơi rộng chút. Trời, đỡ coi có được đời không? Quá đỉnh đi. Cảm ơn đi. Cảm ơn. Con cảm ơn chú Bình nè. Nói nè, cảm ơn. Chú Bình. Cảm ơn chú Bình. Chú Bình cũng mì gió chú Bình đây. Mì gió bạn ơi. Mì gió chưa? Trời, đảo hả? Rồi kéo vali ra đi, đúng điệu qua, kéo vali coi. Vali kìa, kéo vali. À, trời. Trời ơi, cụ xe đầm ra nó kìa. Quá trời ơi. Kéo tới coi. Quá dữ luôn. Quá đã luôn. Đẹp quá, không có đầm này thêm 2 năm nữa mặc cũng vừa. Té. Ôi trời. Đầm này có 5 nữa bằng vừa. 5 nữa cũng chưa chặt. Đi đàng hoàng con, cái này đợi ấy là lỗi chân á. Chặt chân á, đi đàng hoàng. Đó, thấy chưa? Con thấy mày nói đúng không? Đó, mang không vừa đó, mang không vừa là nó sẽ chặt cái chân mình. Ờ, nhưng mà con phải đi từ từ. Đi ấy là nó đập chân con á.
Đó, không có được, mình mặc đầm là mình không có được chơi mấy cái trò đó. Trời ơi, gì vậy? Rồi bây giờ con hát bản này nghe coi. I can show you the world, shining, shimmering, splendid, over, sideways and under, on a magic carpet ride. A whole new world. A dazzling place I never knew. Đúng rồi. Quá đẹp. Say we're only dreaming. Trời ơi, búa ba lê đó, Rồi hát bài hát bài Frozen coi. Let it go. Can't hold it back anymore. Let it go. Đây 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 đây, đó, coi chừng nha. Let the storm rage on. The cold will never bother me anyway. Bài gì nữa không? Bài gì nữa con? Elsa. Anna. Something never change. Anna sao? Đừng có nhảy. Đúng rồi. Rồi, for the first time in forever, there'll be music, there'll be light. For the first time in forever, I'll be standing. Gì đó? Gì mà con quên rồi con? Through the night. PJ Masks. Không vừa phải không? Da mẹ ăn sao con? Ừ, coi chừng té con. Ừ, đôi dài không vừa mẹ biết rồi. Dạ mẹ, đúng rồi. Kristoff làm sao? Kristoff hát bài gì? Rồi xong. Vô kế. Rồi xong. Thôi cởi giày ra đi con, cởi giày ra đi. Mày sợ con đi con bị trật chân á. Cởi giày ra đi con. Sắp đi chơi rồi đừng có để bị gì đó. Thôi cởi giày ra, cởi giày để mày cởi cho. Ngồi xuống mày cởi giày ra. Trời đất ơi. Rồi bây giờ con làm kiểu chụp hình cho mẹ coi coi. Đứng làm dáng chụp hình cho mẹ coi coi. Sao nữa? Đây là sao trời? Làm dáng chụp hình coi. Đúng rồi, quá dữ luôn. Ôi trời ơi, chụp hình chịu đó nữa hả? Đứng bên cái vali chụp hình sao? Đứng bên vali chụp hình coi. Cheese. Coi chừng ngã vali nha. Chụp hình vậy ha con. Đẹp quá. Trời ơi, đi chơi cả ngày về có cái đầm quá đã luôn. Thế nào chiều là chú Bình cũng gọi cho mẹ là họ có nhận được đầm chưa? Đúng không ha? Ui trời ơi, quá đẹp luôn. Coi chừng con, coi chừng.